Ở phía trước là khách sạn Royal Sài Gòn. Đó. Đây là phố đi bộ Nguyễn Huệ. Xe buýt 2 tầng. Rồi mình sẽ đi vào cái con đường này. Giống hôm bữa mình nói để đi qua đó thì mình phải băng qua đường. Cái đường gọi là đường Nguyễn Thiệp. Nối giữa Nguyễn Huệ với lại Đồng Khởi. Đây đó là quán cà phê nha. Không anh, quán cà phê đẹp quá, xem người ta buôn bán cái gì. Đây là có tòa nhà SSI ở chứng khoán à. Đây bán đồ thủ công mỹ nghệ, áo dài, đồ thủ công máy bay bằng gỗ à, đồ thủ công mỹ nghệ. Bên này là cái gì đó, quán cà phê à, thương hiệu Tesino. Chỗ này thì đóng cửa hết. Đây là phòng tranh ở Bến Thành. Con đường phố rất là ngắn, là quán cà phê gì đây, chữ B mà không biết gì, vẫn còn buôn bán đồ mỹ nghệ ở đây. Lúc trước có cái cửa hàng Kim Liên này rất là lớn mà bây giờ chắc dẹp rồi. Mọi người hay đi đổi tiền ở đây này, đổi ngoại tệ số 59B được giá lắm. Những anh Tây Tây xếp hàng đi đổi tiền. À đây là quán cà phê Trung Nguyên. À, mình sẽ đi vô, chưa biết đi lối nào này. Đây là một phần của khách sạn Sheraton. Chắc là đi ở đây một xíu thôi. Ngắm xem chỗ cửa nhà hát lớn có gì không. Thấy mấy người chạy xích lô này. Đây là một phần rồi. Đường Đồng Khởi. Một số quán cà phê này. Hãng hàng không Air France. Hàng không của Pháp. Thương hiệu nổi tiếng. Cửa hàng Louis Vuitton chắc vẫn chưa hay. À ra đây xem. Đi hát thành phố này.